66 phút là khoảng thời gian trung bình để một bệnh nhân được khám lâm sàng. Trong đó có 45 phút chờ đợi và làm thủ tục, theo khảo sát của Cục Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế. Tại Bệnh viện Việt Đức, các bước để khám chữa bệnh bao gồm 5 bước: đăng ký và làm thủ tục, khám lâm sàng, nộp viện phí thực hiện xét nghiệm và đọc kết quả. Đây cũng được xem là quy trình chung nhất của hệ thống bệnh viện khối công lập hiện nay. Một quy trình khám bệnh tưởng chừng đơn giản và khoa học, nhưng nhiều người lại có thói quen lựa chọn đến các hiệu thuốc. Bị ho hay cảm tôi ra hiệu thuốc để mua. Bệnh đơn giản thì thôi mình biết rồi, bị ho cảm cúm thì cứ ra mua kháng sinh uống, còn cô theo cảm tính. Đấy nó chỉ là cảm cúm của thời tiết bình thường, vì mình từ xưa đến nay mình cứ dùng cái thuốc nó quen rồi, mà cứ dùng 1-2 lần thì nó khỏi cơ. Giống như mọi người, ông Nguyễn Văn Huyên ở Hưng Yên có thói quen tìm đến hiệu thuốc thay vì đến viện thăm khám mỗi khi thấy cơ thể không khỏe. Chỉ đến khi sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng, ông mới đi khám và được chuyển lên tuyến trên với chẩn đoán lao phổi. Thông thường thì tôi thì ít sinh hoạt lắm, không có, nhưng mà thường là nếu như nói đúng người ta nói hay là người ta hiểu thuốc đầu tiện. Tiện. Đằng nào thế có kể là có bảo hiểm người ta không muốn trừ tiêu nặng thì người ta mới đến trung tâm. Thì ra hiệu là người ta nó nhanh và tiện dụng. Ông Tiêu Văn Tú cũng chỉ đến khám sau khi có những cơn ho kéo dài và ngày càng trầm trọng. Ít khi ấy đó, ít khi đi khám lắm. Bởi vì đi khám bây giờ nhiều chỗ đi là cái chờ đợi đâu, mà ngại không muốn đi. Người cứ mua thuốc phải uống nó đau đầu thì vô bên giảm đau phải uống, xong là nó khỏi là thối. Với những người như ông Huyên, ông Tú, chọn đến hiệu thuốc thay vì đến bệnh viện, vừa hiệu quả vừa phù hợp. Bởi nếu đến bệnh viện cơ sở thì không yên tâm, lên bệnh viện trung ương thì phải chờ đợi quá lâu. Theo một điều tra của Cục Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế về thời gian chờ khám chữa bệnh lâm sàng trung bình tại các bệnh viện, thì thời gian khám lâm sàng bao gồm xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh là 200 phút. Thời gian chờ là 92,6 phút, tương đương với 5 tiếng. Thời gian này có thể kéo dài hơn nhiều lần nếu bệnh nhân lựa chọn đến khám ở tuyến trung ương. Để kiểm chứng, nhóm phóng viên đã tiến hành đăng ký khám bệnh tại một bệnh viện cấp thành phố trên địa bàn Hà Nội với triệu chứng viêm xoang. Tất cả quá trình bao gồm hai hoạt động là thăm khám lâm sàng và nội soi tai mũi họng diễn ra trong khoảng 10 phút. Tuy nhiên, nếu tính thời gian chờ và làm thủ tục, chúng tôi mất khoảng 120 phút tính từ khi đăng ký khám đến khi làm thủ tục lấy thuốc. Thời gian khám chưa bằng 1/3 thời gian chờ, được xem là lý do bà Hà ở Hoàng Mai, Hà Nội thường giữ đơn thuốc rồi mang ra hiệu thuốc mỗi khi bệnh tình tái phát. Nói chung là tôi rất là ngại, bởi vì có một ngày tôi được nghỉ thì tôi lại phải đi xếp hàng lấy số thứ tự và đi các khâu để vô đi khám bệnh ấy, thì rất là mất thời gian. Cái lần đầu tôi về tôi uống thì tôi cũng cảm thấy nó cũng có đỡ. Sau một có lần đau tiếp thì tôi lại ra đây tôi kể, thì tôi uống thì tôi cảm thấy như là nó có cái bị nhờn thuốc ấy. Những biểu hiện nhờn thuốc như bà Hà gặp phải được các bác sĩ đánh giá là hiện tượng kháng thuốc kháng sinh đã và đang gặp ở đại đa số người Việt khi mà những chủng kháng sinh thế hệ đầu hoàn toàn bất hoạt. Trở thành những thầy thuốc tự phong, mà ở đây là sử dụng kháng sinh tùy tiện, không theo đơn là một vấn đề lớn đối với Việt Nam. Đó đồng thời là vấn đề đối với hệ thống sức khỏe công cộng khi góp phần làm gia tăng tỷ lệ kháng kháng sinh. Đó cũng là mối nguy đến sức khỏe của mỗi cá nhân khi tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh có thể gây đến tình trạng thất bại trong việc áp dụng phác đồ điều trị, những tác dụng phụ không mong muốn hay việc gia tăng chi phí điều trị không cần thiết. Chúng tôi đã gặp rất nhiều trường hợp rất đáng tiếc. Vì cái việc mà vi khuẩn nó kháng thuốc nhiều như thế thì kể cả tất cả những loại kháng sinh mạnh nhất và mới nhất hiện nay cũng đều không có sự đáp ứng. Thì đấy là một cái rất là khó khăn cho bản thân người bệnh và bản thân cho chuyên môn y tế chúng tôi. Chúng tôi đã tiến hành một thực nghiệm đơn giản khi vào 3 cửa hàng mua kháng sinh cho các đối tượng thuộc 3 độ tuổi khác nhau. Chúng tôi đều nhanh chóng mua được. Cửa hàng đầu tiên, với các biểu hiện của bệnh viêm họng cấp của trẻ nhỏ, người bán kê cho chúng tôi 6 gói kháng sinh tương đương với 3 ngày thuốc. Ngày cho em bé uống 2 gói này, đến tận 3 ngày trước. Cửa hàng thứ hai, với biểu hiện của viêm xoang và yêu cầu kháng sinh nặng, cửa hàng cũng kê 3 ngày thuốc, nếu không khỏi sẽ tăng liều. Em lấy cái loại mà nó khá chút nhá, khoảng 5 ngày, đây là mình uống nửa liều đúng không? Ừ, uống đi nếu đỡ rồi thì thôi, không thì đỡ tiếp. Ok. Còn với cửa hàng thứ ba, khi nhóm phóng viên yêu cầu thuốc kháng sinh cho bệnh viêm phổi cho người lớn tuổi, người bán cho phép chúng tôi tùy chọn độ nặng nhẹ của kháng sinh cũng như liều dùng của thuốc. Rất nhiều loại. 12.000 có, loại 2.000 cũng có, loại ban nãy là 1.500, rồi loại 20 mấy nghìn có. Thôi cháu muốn lấy bao nhiêu lấy, kể cả 2 viên. Tình trạng kháng kháng sinh trở nên đáng báo động khi chỉ riêng một vùng bệnh tại khoa hô hấp Bệnh viện Phổi Trung ương có 6 bệnh nhân thì có đến 3 trường hợp kháng từ 3 đến 5 loại kháng sinh. Chưa có một nghiên cứu xã hội học nào chứng minh một quy trình khám bệnh kéo dài gây nên hệ quả là thói quen người dân tự ý mua thuốc, sử dụng thuốc. Dẫu vậy, không thể phủ nhận tình trạng này gây đến cho người bệnh những ức chế về tâm lý, thậm chí là bỏ cuộc trong quá trình điều trị bệnh. Khi mà người dùng trong tâm lý muốn sớm dứt điểm cơn bệnh đã lựa chọn kháng sinh như một phương pháp nhanh, mạnh, trong khi lại không có nhận thức đầy đủ về cơ chế tác động của kháng sinh, khi vi khuẩn từ mầm bệnh hoàn toàn có khả năng bị bất trị với thuốc qua thời gian. Cùng với đó, những lỏng lẻo trong quản lý thuốc, mà ở đây là kháng sinh, khi mà người bệnh có thể dễ dàng mua được tại các hiệu thuốc, được coi là nguy cơ đưa đại dịch kháng kháng sinh vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ngành y tế.